Rồi, chào cả nhà nha. Thì mình đã hiện tại có đang ở studio của Mazda. Hôm nay mình có vinh dự được bốc tem ké các bạn. Đi bốc tem ké cùng một anh học viên bỏ túc ta lái nha bạn. Mời bạn đi theo mình nha. Đây là một dàn xe Mazda thực chất là màu đỏ quá trời tuyệt vời luôn. Đẹp cực kỳ các bạn. Đó thấy không? Tình thủ xuống nhà cờ bạn vào một vòng nha, xe của ảnh nha. Bạn sơ các bạn đó, các bạn thấy không, xe mới bốc siêu. Chút xíu mình sẽ bốc ké, mình chuyên gia gọi là bốc ké các bạn đó. Xe mình đã không có siêu, còn mấy xe này là có siêu hết, bốc ké thôi. Rồi mời các bạn vô nè, đó thấy chưa, chúc mừng anh trai đã nhận xe mới nha. Ồ bao già quá đẹp luôn mọi người ơi. À, có đầy đủ hết luôn rồi. Quá trời đẹp. Ui. Da hết nha bạn. Ước gì con là em. Biển số đẹp luôn nha. Đó. Cấp điện sạch sẽ đó, quá trời đẹp luôn. Đây các bạn thấy không, chuyên gia bốc ké, bốc siêu ké nha bạn. Và đặc biệt cái ghế này là ghế mình ngồi nè đó. Đó, chút xíu mình ngồi đây mình kèm ảnh về nha. Ok mọi người. À, tuyệt vời. Đó, bây giờ anh Hoàng anh sẽ siêu các bạn. Đó, nghe gột gột bông kéo giật mạnh lên luôn anh. Đúng rồi. Nhớ chừa cho em xé ké chứ nha. Đó, cái đã các bạn. Đó, sẽ siêu các bạn. Đó, ok. Bây giờ đến em xé ké nè. Quá đã không? Các bạn thấy ké không? Đó, đã không? Đó, dữ. Đó, bên kia đó, anh vô bên kia xé kìa. Không, anh vô bên kia xé kìa, đó. Cái quan trọng nhất là xé siêu nha các bạn. Đó, bên cửa luôn kìa anh, đó. Rồi, bây giờ là anh em tôi vô xé siêu nè. Này nè, đó. Đúng rồi. Bên cửa luôn, bên tài luôn, ở bên cột A luôn. Các bạn thấy không, xe ké chút xíu mình sẽ xe ké theo. Để em xé ké đó. Các bạn thấy không, mình là chuyên gia xé ké bạn, xé siêu ké đó. Rồi cột này nữa nè, xé nè đó. Chứ biết chừng nào mình chín này nữa nha, coi nè. Nhiều khi mình xé nhiều hơn là ảnh luôn á trời. Em phải là... kết cái bao này đó, đó đẹp lắm. Rồi anh xé luôn đi, nhẹ. Đó, các bạn thấy nghe đã không? Quá đẹp. Chút mình gom lại. Còn cái này chịu phá đúng không? Ok, xé trước thôi, còn phía sau là về để cho vợ xé. Người nhà xé. Đó, mình xé cái nữa bạn. Ké mà. Cái dòng ké mình khoái xé lắm. Đó. Nói chung là để này cũng được, nhưng mà thích thì xé thôi, nhưng mà muốn đẹp nữa các bạn dán
BBF nha anh Hoàng ơi, dán mấy cái này là BBF nè, dán BBF nha, dán BBF nó không bị chạy, cái này là xấu quá xé. Đó, bạn sale sẽ hướng dẫn ảnh ha, chút xíu, nói chung là hôm qua bạn ấy hướng dẫn rồi, giờ phải hướng dẫn thêm, còn mình thì cứ bóc siêu thôi. Đó, bóc siêu các bạn đó. À, còn này thôi để xào đi. Quá tuyệt vời, chúc mừng anh Hoàng nha với tàu xe mới. Các bạn thấy không, chuyên gia đi bóp siêu ké đó, nhưng mà khoái. Và thứ hai nữa, đang mình sẽ kèm ảnh về, nói chung là ảnh chạy được rồi, nhưng mà mình có cái là mình kèm thêm như thứ hai nữa, mình đi với ảnh để cho có kỷ niệm các bạn. Và nhờ một chiếc xe rất quan trọng đối với cái người mà mới lần đầu tiên mua xe đó các bạn ha. Còn ai mà đã mua nhiều bóc siêu hoài rồi chán rồi, còn đây là mới, giống như đợt trước mình cũng vậy, không có siêu để bóc. Nên bây giờ là bóc kéo mà lại xe đó là đầy đủ hết rồi, ta bóc trước hết rồi. Đây, xe 8 nha, rộng rãi, cửa sổ trời có đầy đủ hết rồi, Mazda này khỏi chê khỏi bàn ha bạn ha. Ok đó, một ngày đẹp trời để anh nhận xe và đồng thời sơ gum quá trời xe luôn. À, màu đỏ là màu yêu thích nhất là của mình đối với màu đỏ Mazda nha. Ok mọi người ơi, trời ơi sướng thiệt, được lên xe mới nữa bạn, mới can span luôn. À, bây giờ mình về phải thôi. Lái ha. Dạ. Rồi clip bên kia đúng rồi, chính xác. Đánh máy vô. Đúng rồi. Đó. Hơi ga nhiều quá ha, mình phải đánh nó sớm trước. Ok rồi, anh đi tiếp để mà chào bạn em cái. Ok anh đi. Ôi ơi, Hẹp Hẹp ơi, Hẹp đi trước nha, bye bye. Đến nhà nên mới Hẹp. Ồ, đầy đủ hết các bạn ơi. Trời ơi sướng thiệt. Ok, bây giờ mình sẽ đi đổ xăng nha. À, nghe chỗ hồ lãm lên về phải ha. Đó, kiếm cái xăng mình đổ. Được có phiếu xăng các bạn. Quên hôm bữa kêu sẵn đổ giùm luôn. Nó không cho đổ nhiều rồi. Đây, máy phun sương. Phải này ha. Dạ đúng rồi. Học hay là ở trước nó có một cái đường nhỏ trước á. Anh ngó kiếm phải nha. Mang cái kiếm mình quên tháo cái hai cái siêu ra. Dạ, nhập vô làn. Nhớ quan sát giùm em. Chút xíu chỉnh kiếm lên luôn. Mà kiếm hơi bị cụp xuống. Dạ. Đúng rồi. Cái vô lăng đẹp. Phía trước có camera phạt nguội. Đâu? Chỉ coi. Chỉ được không? Dạ đi tiếp ạ. Giờ đi đổ xăng, đi đổ nhiên liệu các bạn. Thường ở đây là cho đổ nhiên liệu tuốt ở trong đây lắm. Anh giảm lại, gà thẳng lên bớt. Lấy cái lái vào bên trái, cô cẩn thận cô, đúng rồi. Tại cô đang chạy trên cái dốc, lớn tuổi sợ ngã ngang, mệt nữa.
coi mặt căng thẳng không? Tụi lên chứ, mới nhận xe mà. Đi xe thầy nó quen, dừng ra cho thắng qua đi xe thầy. Rồi, nghiêng qua chút xíu, anh cứ đi. Đúng. Rồi, nghiêng vô chút, đã, đúng rồi. Rồi, trả là nhẹ, đó. Phải hỗ trợ anh chút xíu cho anh quen các bạn mới mà. Rồi, mấy anh thông cảm, em mới nhận xe. Rồi, đạp ga lên đi anh. Cái tờ giấy lấy mới nãy đâu rồi? Để em đưa ra cho anh coi. Để em chết rồi, để em có xe. Để chung cấp xem đà, không sao, đi đi. Rồi, anh nghi vô chút xíu, giảm lại, rồi chừng ta ép lại. Đúng rồi, rồi, đi. Tại nhiều khi mình chưa không có dán lái mới á. Yeah. Mình chạy chậm quá, nhiều khi người ta không biết á. Có nhiều người anh em người ta biết à, này lái mới nè, mới nhận xe hay gì đó không. À, ta còn thông cảm, còn có nhiều anh em nóng tính cái lên ép đầu xe vô, thà mình giảm trước. Mazda mà trang bị lên cái màn hình bự xuống dưới đây, từ một gàn tay quá đẹp. Nó lên chụp 10 anh thôi là đẹp. Đúng rồi, lên xuống này đây để làm không làm gì. Nãy giờ lấy cái iPad để xéo vậy chứ. Được, được nha. Em khoái độ chơi. Lấy iPad để xéo đi. Nhớ nghe nè ông cổng mẹ ngó sao giùm em nha. Ơi không được, từ từ. Mới cãi để coi độ nhúng chứ né kiểu đó coi chừng dướng xe ta. À, anh phải ngó bên phải mới né ông cổng. Có húp mà anh, có húp ở đây đúng không? Húp ở trên đúng không? Mặt xe 8 là có húp rồi. Rồi. Xe 5 Renault cũng có. Dạ. Có xe 5 có. Xe Mazda. Mazda 6 có. Như là cái xăng đâu đây bên đây nè. Chậm lại bên chân trái. Gà thắng lại, mở xe nhanh trái giùm em. Rồi, đánh lái vô giùm em. À, ok, em nhớ đâu đây nè. Dạ. Các fan coi cái à, anh gà thắng đi, em chỉ cho gà thắng lại. Rồi anh thấy không, cái này cái chỗ xăng đụng mà anh chạy xích vô đây chút xíu đụng để cho nó bơm được. Rồi anh gà thắng lại giùm em. Ok, trả một chút, trả lên là cái chữ B luôn chữ B. Rồi đổi nhiên liệu nha bạn. Anh lưu ý nha bạn, nào mà xe mà có gì dầu và xăng thì các bạn lưu ý ha, còn chắc cú nhé các bạn, dán chữ miếng xăng ở trong cái nắp hay trong ngay chỗ cái giò bơm á ha, đó dán xăng hoặc là ở ngoài nhiên liệu xăng, chứ nhiều khi đổ dầu lộn là tiêu luôn á. Rồi khi mình đổ 15 lít xong cái này rồi mình sẽ đổ thêm cho đầy bình luôn nha bạn. Rồi khi đổ xăng vô này cũng 60 lít đó bạn, à, mình xé này đi để che khuất cái tầm nhìn. Đó, xé đi. Rồi ok. Trời ơi tôi khoái lên xe mới quá. Trời ơi. Rồi các bạn, sau khi đổ xăng xong, nhiên liệu xong, đầy bình xong xuôi, đó phải cho ăn uống no nê, giống như xe, mình ăn uống no nê xe cũng vậy thôi. Đó, mình sẽ di chuyển về. Đó. Rồi anh liếc bên trái giùm em nha. Rồi nghiêng vô, rồi từ từ cho xe tải nó lên, nhớ mở xe nhanh trái là đẹp. Rồi đây đúng rồi, mình nhập ga là mình phải mở xe nhanh. Rồi đập ga lên, anh cứ mạnh dạn lên ha, đừng có sợ, xe của anh mà đâu phải xe của em đâu sợ. Nghe nói hồi hộp không? Đợt trước á, học xe mình nói là xe của mình là đừng có sợ. Thì ảnh thoải mái rồi. Bây giờ là xe của anh rồi. Anh cứ mạnh dạn lên, đạp ga lên. Đúng rồi. Xe của anh mà đâu phải xe em đâu lo gì. Đợt trước là xe mình là thoải mái ha. Đó, cẩn thận xe ga. Còn bây giờ là xe của ảnh rồi, ảnh hơi bị nhát cho một xíu bạn. Giờ tiếp tục. Học với thầy Toàn, xe thầy Toàn lo gì cứ đập ga lên, còn xe này là ảnh quýu liền. Nói chung các bạn thông cảm, mới mà ai cũng vậy nha, lần đầu tiên giảm lên. Ồ, thấy mấy xe dữ dằn không? Mình cứ giữ cung đường mình đi thôi ha. Thôi có thầy
Dạ thơm. Mà thì lâu đó anh phải chỉnh chế độ nó bao nhiêu? Nó có đó, nó có từng lớp đó. Đúng rồi, còn này nó hơi nãy hơi chút xíu nó hơi nhiều quá, thì nó hơi ngợp. Như nó hao cái tinh dầu. Rồi, anh cứ chậm chậm lại cho xe người ta vượt. Đúng rồi, cứ giảm tốc độ cho người ta vượt rồi, đi tiếp. Lâu lâu lý kiến trái ha, đó những cái xe mà đá đèn anh đó ha. Rồi, bây giờ hiện tại mình đang mở cái kiến bên qua bên mình nha các bạn ha. Nên các bạn, để mình quan sát phụ cho anh. Rồi, chừng nào anh chạy thì bắt buộc anh phải bẻ qua đúng hướng của anh. Rồi, sau này anh phải quan sát nữa. Cái vô lăng đẹp à. Áo trắng nữa, sơ mi trắng. Này phố trắng đen mà. Phố trắng đen cho nó chạy. Đúng tông luôn. Dày cũng xe trắng luôn. Ồ, bây giờ mới để ý chứ. Tính trước rồi thầy ơi. Trắng đen, xe mình trắng đen. Nghiêng qua chút xíu, đúng rồi, hơi đi sát. Rồi, lúc này anh mở xe nhanh phải ha. Rồi, đi lên đó, có làn quẹo ha. Đó, đi theo xe tải giùm em ha. Đó. Rồi, chậm chậm này. Đúng rồi. Rồi, để bên trái giùm em luôn. Rồi, ngó bên trái. Rồi, anh đạp ra lên. Rồi, đạp ra. Tốc độ giới hạn tiếp theo 80 km/h. Ok, mình cứ đi đằng trong chung với xe máy cho cảm giác. À, bây giờ đi đằng trước bên kia mình đi hoài. À. Gì đâu hồi hộp trời. Một chuyến đi Đà Lạt nữa rồi về yên tâm. Rồi đầu tiên này chúc mừng anh nha. Đó, chúc cảm mừng anh hoàng. Có xe mới. Sao không thầy toàn gì? Bữa giờ đi bộ túc tay lái, giờ là ôm xe chạy. Ừ. Từ quen thôi, ôm xe mình là chính xác nhất. Và tập gia trên xe mình đó là ok nhất luôn. Đó, cứ từ từ là quen thôi. Vô trong bãi cũng được ha. Đem xe qua bãi tập gia cũng trong bãi cũng được. Đi theo, miễn sao mình gia một điểm thôi. Nói, nó cũng áp dụng tất cả. Rồi, anh biết đường về nhà chưa? Sợ hồi hộp quá quên luôn cái đường về nhà luôn các bạn. Mình rất mừng là khi mình đã bổ túc cho một anh chị nào đó, rồi anh chị đó đã mua xe và tự gom xe chạy, hoặc là những anh em chạy xe dịch vụ, hoặc là những anh em chạy taxi, thì mình rất vui là trong quá trình học với mình là anh em tự tin rất nhiều và tự ôm xe lái, và có nhiều bạn vẫn coi clip mình vẫn lái được bình thường, không cần phải bổ túc mình. Đó là điều tất yếu là mình bổ túc nâng cao cho các bạn. Cái quan trọng là vậy, không phải là mình sợ bất cứ gì yếu, mà mình sợ là các bạn không chịu tập. Yếu càng mình, các bạn càng yếu, mình luyện cho các bạn mà các bạn lái được là các bạn ok, là mình ok chứ, đúng không, là mình ok. Còn các bạn yếu quá mình dạ chỉ không được, hoặc mình kèm cho các bạn không lấy được là mình phải coi lại mình. Quan trọng là tự tin ha các bạn ha. Học với mình là mặt phải tươi cũng đó, căng thẳng. Giao thông bắt gần thấy không, giao thông bắt xe dịch vụ. Rồi anh liếc bên kia luôn nha, tại vì mình đang bo cô phải liếc bên kia. Rồi ngó bên kia, anh gà thắng lại bớt rồi mở xi nhan trái mà đúng không. Rồi từ từ thôi, từ từ mở lại xi nhan trái giùm em. Đúng rồi, nó tắt thì mình phải mở nha. Tốt. Nói chung là mới mà, lần đầu tiên lên xe mình. Xe bự. Bự, hồi hộp. Hình con cái dừng tập gym mà không có còng vô lăng dữ lắm mà. Không có còng á. Ừ. Buông lỏng quay rồi thầy dặn mấy lần có lần nhớ chứ còng là mình còng không lại rồi. Rồi bám giữa lăng đường giùm em ha. Đó. Sắp sửa hoài không? Dạ đúng rồi, thì tốt. Các bạn thấy nhiều kỹ năng từ quen, còn hơi ôm xe chạy vòng vòng trong đây là bảo đảm luôn, ok lại liền.
cảm nhận đầu xe liền gì đó không? Tôi cảm nhận được đầu xe. Dạ, tại vì mới mà cái xe em nó khác, cái xe của anh nó khác nữa. Dạ đúng rồi, chính xác. Nó khác biệt nhau với vô lăng nữa. Đúng rồi, nói chung là xe này xịn sò hơn. Thầy yêu sức thì thầy mình cần. Đó, cái phần đầu mình thấy được nắp capo các bạn. Nếu mà bạn chỉnh ghế là nắp thấy được nắp capo, mình sẽ canh trên nắp capo nha các bạn ha. Đó, thì mình có hướng dẫn cho các bạn những xe 7 chỗ thì nắp capo cao thì mình sẽ canh như thế nào, mình có hướng dẫn hết rồi, nó cũng dễ lắm. Rồi ok mọi người. Chút chỉnh cái phun nó có nước mình nhấn thơm nhấn. Dạ đúng rồi, nó từ từ mình chỉnh lại. Đó, C8 luôn kìa, đó cùng màu với anh luôn á, cùng màu luôn. Hôm qua mình mới kèm chiếc Custin. Đó, bữa nay mình mới kèm cũng màu trắng luôn, C8. Trời ơi, có trùng hợp luôn. Tối qua ngồi nhậu ở đây. Trời, đã. Bê thui Việt Anh ha. Đó. Các bạn thấy không? Mình là chuyên gia bổ túc tay lái, nâng cao kỹ năng lái và kèm xe nhà, và đồng thời luôn là chuyên gia xé siêu ké. Chuyên gia xé siêu ké, các bạn tin không? Chuyên gia xé siêu kéo nha bạn, mình khoái lắm, mình khoái xé siêu giùm các bạn lắm. Trời, nó đã gì đâu. À, nhất là những chủ nhân chiếc xe mới là còn sướng hơn nữa, đúng không? Gà thẳng một bớt ngõ bên phải luôn, gà đánh lấy vô giùm em. Biết trả lại ngon lành. Đỏ lại dạ. Ở trong ga ga luôn hả? Rồi chút xíu em sẽ chỉ cho anh cách dè luôn. Nhớ thủ thắng giùm em ha. Gà thắng là bớt. Thôi dặn. Đúng rồi. Nên tại sao phải thủ thắng. Rồi nghiêng giờ giùm em. Ở đâu? Có mình có ô nào? Vô nào cũng được á. Vậy hả? Đi vô mình thắng là mình hỏi. Dạ. Cậu đậu cái Cabibo cũng được nha. Phải hỏi trước. Rồi anh dừng lại để hỏi. Sẵn em nói luôn. Cái ô tô hô này á, anh tắt nó đi, đừng có mở. Cho nên anh quen anh sử dụng. Nó có khó chịu, còn cái là khi anh thắng lại á, anh gà thì nó không có sử dụng auto horn. Nhưng mà anh phải nhấp một cái, thắng đứng thì nó mới sử dụng auto horn. Và khi đi á, nó khó chịu là anh thường thường anh buông thắng là nó đi đúng không? Bắt buộc anh phải đạp ga. Mà anh đạp ga không quen thì nó dễ bị hút đít người ta lắm. Nên sau này từ từ các bạn mới, các bạn từ từ sử dụng auto horn. Nó hơi khó chịu nha. Cực kỳ khó chịu luôn. Khi các bạn lái cứng, lái tốt cũng vậy, cũng hơi khó chịu. Mình không sử dụng auto horn. Và cả đi đường trường cũng vậy, mình cũng không sử dụng gọi là cảnh báo lệch làn đường. Nó rất khó chịu là khi các bạn cảnh báo lệch làn đường á, thấy không, khi nó hơi méo một cái nó sẽ báo cho bạn. Nhưng mà nó có một cái là báo thì không nói, mà nó có ghi là cua lăn cho mình nữa, rất khó chịu để các bạn xử lý tình huống. Nhiều khi cái cua gắt mà các bạn đi mà sử dụng auto horn sử dụng gọi là chống lệch làn đường thì nó sẽ gây khó chịu cho bạn bẻ lái, nên nó sẽ mất lái và dễ gây tai nạn nha. À, các bạn chú ý nha. Các bạn, thì đây mình sẵn giới thiệu cho chị ảnh luôn. Rồi, lấy đầu ga luôn anh ơi. Thắng lại. Phải coi cái cây kia kìa. Mình phải ngó phía trước nữa, chứ không phải tập trung vô ở đây hoài. Thấy không? Đó, kinh. Rồi, anh lui lại đi. Đặc biệt các bạn mới, các bạn hay thường tập trung một điểm hoài. Mình không để ý trên kia là nguy hiểm. Rồi, lấy đầu ga đi anh. Ừ. Nữa. Rồi, vai ngang chưa? Rồi đánh lái lên. Rồi. Cái này mình chỉ tại bữa giờ chỉ có đi kèm là đi đường trường thôi các bạn. Bây giờ mình phải chỉ nha. Rồi anh tiến lên đi. Rồi cứ chậm chậm nè.
cái nhà xe bên nào mình ngó kiến hậu bên đó nha. Rồi anh tiến lên đi. Ngó kiến hậu. Nhà xe bên phải, ngó kiến hậu bên phải. Rồi anh chừng nào anh thấy được cái đầu xe này nằm trong cái kiến của mình là anh dừng nha. Rồi thấy chưa? Dừng. Rồi anh thấy cái kiến chưa? Rồi bây giờ em sẽ chỉ lại. Bây giờ anh nhìn cái kiến này, anh thấy được cái đầu xe không? Thấy rồi. Rồi không thấy được nguyên cái đầu mà thấy được ngay mép thôi cũng được. Cái này là cái vật cản của mình. Hoặc không có xe này thì cái này có phải vật cản không? Là mình thấy cái cây cột hoặc là cái cục đá hay là một chiếc xe gắn máy. Rồi chưa? Anh thấy nằm trong kiến chưa? Rồi anh móc hết lái bên nào. Đúng rồi, chính xác. Rồi anh lui vô. Thảo xì. Rồi anh quan sát bên đây luôn. Đó, cứ lui từ từ. Thấy nó vô được thì vô, còn thấy nó hẹp thì anh trả lại nha. Rồi vô tiếp. Hẹp không? Hẹp không? Dừng lại. Trả lại. Một vòng lại, đúng rồi, trả lại. Rồi anh lui xuống chút. Nó hẹp thì trả lái thẳng. Nữa, rồi anh dừng lại. Móc lại như. Đúng rồi. Cứ quan sát, cứ hẹp là cứ trả lái thẳng thôi. Rồi anh lui thử coi vô. Vô đúng không? Rồi ngó bên kia. Đó. Rồi tiếp tục lui. Nữa, đúng rồi. Rồi ngó bên kia có dướng xe không? Tốt, nữa. Lôi tiếp. Nói chung là mới các bạn. Ai cũng vậy, từ từ sẽ quen. Chừng nào song song là trả lái thẳng nha. Rồi từ từ mai mốt em sẽ chỉ cho đánh lái sống luôn. Rồi song song chưa? Rồi trả lái thẳng, đúng rồi. Lôi xuống. Khó. Rồi ngó cam sau luôn nha. Ngó cam sau coi có vướng cái đuôi xe mình vướng gì không. Rồi kiến mình bằng kiến ta là ok. Rồi ok. Rồi anh xuống xe coi đẹp không. Nhớ chở bê nha. Mới các bạn. Chút xíu nữa mình chỉ nhiều, dạy nhiều lần là sẽ quen thôi. Cũng hồi anh về coi clip này anh mở lên trên đó. Ngày đầu tiên cũng chạy đến đó rồi đánh lái lên. Bây giờ em chỉ cho anh hình dung nè. Đầu tiên là anh phải chạy song song, đúng không? Giống như mình đang ngồi lái, mình chạy song song. Đừng bao giờ tập trung vào cái xe này hoài. Anh phải tập trung cái hướng trước nữa là cái cây này. Hồi nãy anh không để ý, anh cứ ngó cái xe này nó cũng đẹp mà, đúng không? Đẹp. Rồi chạy lên, rồi quay ngang giữa nhà xe, đúng không? Mai mốt á, ví dụ anh đánh lái sóng này đến đây đánh cũng được nè, đến ngay đầu đây là anh đánh lái vừa. Còn anh là khi mà gần tới cái vai mình tới tới ngay đây thôi là đánh lái sóng nha. À, tới đây là mình đánh lái sóng qua. Đánh lái lơ luôn. Còn nếu mà anh mới thì cái vai mình ngang đây, giữa đầu xe, anh đánh hết lên. Rồi lúc này anh phải ngó kiến chỗ hậu làm sao cái điểm mà mình vô là cái điểm đó điểm canh của mình, không cần phải thấy hết nguyên một chiếc xe. Anh thấy nó trong kiến là nó hở xe mình với cái vị trí cái đuôi xe mình với đầu xe của ta hở khoảng đến nửa mét, anh đánh lái vô hoặc một mét đánh lái vô. Nó có hai trường hợp, khi nó hẹp sát cũng được, sát bằng bàn tay vô cũng được. Lúc này anh trả lái thẳng, anh lùi vô không bao giờ dướng. Bánh xe nằm ngay chỗ vị trí đúng cây cột này hoặc là vật cản này, anh móc lái vô lúc nào nó cũng mở rộng ra. Nếu trường hợp bên đây rộng thì bên kia nó sẽ hẹp, vậy thôi. Được chưa? Thì mình sẽ canh cái bên hẹp. Thì lúc đó anh tham khảo thêm cái video clip của em, hoặc về đây anh có thể mở lên trên cái YouTube kia và vô. Còn thích nữa thì kiếm em qua kèm nữa. Chút xíu nó qua bên kia còn ve nữa mà. Đó, các bạn hãy lưu ý nha. Nói chung là phải cái clip nó sử dụng nó là thường thường là mình đánh lấy mượn cái đầu xe của người ta đánh lên. Cộng hai là các bạn là giữa nhà xe đánh lấy lên luôn, tại vì chỗ này quá rộng luôn, tuyệt vời luôn. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh bộ mình nha, và đồng thời muốn bổ túc tay lái các bạn liên hệ với mình trực tiếp. Nếu các bạn nhắn tin, có thể nhiều khi mình đang dạy mình không thể nghe được, các bạn thông cảm nha. Rồi các bạn nhắn tin gọi điện liên tục cho mình, giờ nào bắt máy thì thôi nha mọi người. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào video clip mới. Chúc mừng anh trai có xe mới.